Hello các cái bô. Nay thì chúng ta sẽ bước tới với bài chính thức của chúng ta về SQL. SQL là cái chính mà chúng ta phải học với mọi người ạ. Chúng ta sẽ có một vài cụm chính như là cụm để tạo dữ liệu. Cụm thứ hai là cụm để khai thác dữ liệu hay tìm kiếm. Thì anh em nhìn được không? Ok, thì chúng ta có cụm đầu tiên là cú pháp để dùng để lưu trữ và cụm hai là cái cụm dùng để truy xuất và cái hay thì là liên quan tới cú pháp truy xuất, nên nếu phải nhớ thì phải nhớ cú pháp truy xuất. Lưu trữ thì đồng ý mọi người có thể chưa nhớ ngay nhưng có thể tìm kiếm được, còn truy xuất thì bắt buộc phải nhớ, nó rất là quan trọng. Ở đây em sẽ có cú pháp viết tay luôn cho mọi người xem. Gì ở database à, name cộng với tên, tên db đấy, chấm phẩy đấy. Cái này thì sẽ có gì? Đó. Ơ. Drop database nó giống cái trên thôi. Nhưng mà thay thành drop. Create. Cái này điểm gì anh hiểu? Để xem đẹp. Hả? Xóa gì? Xóa bảng hay xóa database? Xóa xóa quá. Drop table hay là drop table đúng không nhỉ? Ờ thì cuối cùng chỉ có cái drop table là có thể viết nữa thôi, chứ còn mấy cái kia nó sẽ bị dài hơn một chút. Nên là chúng ta sẽ khả năng phải thử rồi thì tên table, tên bảng. Rồi thì đây là cái cụm thêm sửa xóa nha, thì anh em lưu ý là chúng ta sẽ vẫn ưu tiên là chúng ta tập trung một phần truy xuất chính, nên là bây giờ sẽ lướt qua một lượt những cái câu lệnh để thêm sửa xóa. Đấy. Đâu rồi, Ben nó dùng Workbench nó còn không cho dùng nữa, bởi vì phần mềm thấp cơ, bực ghê. Đây thì mọi người thấy là đây chúng ta sẽ có một đống các cơ sở liệu, thì mọi người có thể mở ra chúng ta xem chúng ta có những bảng gì. Đấy, chúng ta làm sao để tạo được bảng thì khá là dễ thôi. Một lưu ý là chúng ta dùng từ khóa use cộng với tên db để cho gì ạ, để cho chúng ta biết là chúng ta đang tạo bảng trong cái cơ sở liệu nào, không nó bị lẫn đấy. Là chú ý nha, cẩn thận nha, phải có use cái gì gì đấy thì nó mới biết là mình đang đang truy vấn trên cái cơ sở liệu nào hoặc là đang tương tác với cơ sở liệu nào, không làm sao biết được. Nó có 1 tỷ cái này mà làm sao biết được, đúng không? Đấy, thế bây giờ thì sẽ tạo thử cái bảng đi. Grace như nhỉ, symbol à, teacher đi. Chưa xong đến gì, đến gì nhiều thế đi mọi người. Em thì em không nhớ là mọc nhọn hoặc tròn đâu, nên là mọi người đọc cho em thôi, nhưng còn bên trong thì viết nó không bị khó gì cả. Chúng ta sẽ có tên của từng trường, ví dụ là chúng ta có mã có thể là INT đúng không, chúng ta phải à đúng không, chúng ta có tên kiểu là va cha kiểu số ký tự, cái màu mè chúng nó ngu cái nhỉ, có nhìn được không? 25 không, tên thì em để ngắn rồi. Mọi người nên để cái kiểu dữ liệu nhé, mọi người nên để kiểu phù hợp với cái dữ liệu mọi người định lưu. Ví dụ cái tên chẳng hạn, tên của người giảng viên ấy thì không để quá dài, bởi vì là khi mà khai báo thế nó sẽ cung cấp cái phần bộ nhớ tương ứng cho máy tính, nên là nó sẽ bị dài đấy. Có gì nữa nhỉ, tuổi đi, tuổi thì như là T chẳng hạn. Này được chưa, xong chưa, có gì nữa không? Bác Hiếu già có gì nữa đi nào. Em trầm cảm thôi nhỉ. Gì nữa mọi người? Mã, vậy được chưa? Xong chưa? Hay là như nào? Rồi, cơ bản nó sẽ như này. Cách tạo bảng của mọi người nó sẽ quanh quẩn như này thôi. Đó. Chúng ta sẽ có create table tên bảng, sau đó trong đó chúng ta sẽ liệt kê các trường, nó gần như cái cấu trúc tạo gì nhỉ, tạo một cái lớp của mọi người ấy, thì nó cũng tương tự thôi. Điều nó khác một tí là thêm một cái cuối cùng là nó chọn khóa chính thì nhớ là được. Đấy, nó khác ở chỗ đấy nhá. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ có insert into để làm gì? Insert into để làm gì mọi người? Đây là những cái loại chính nhá. Bây giờ sau này mọi người biết là cái việc tạo bảng giống như là tạo lớp nó chúng ta chỉ một lần thôi, nhưng mà nếu mà cái việc thêm sửa xóa dữ liệu giống như kiểu CRUD trong web của mình ấy, ta phải làm nhiều lần, nên là cũng phải nhớ cái CRUD này. Rồi máy lại hỏng rồi.
Rồi, cờ cờ đi sao? Red. Red thì mọi người làm vậy đi. Cái gì nào được? Red, red này là red gì? Red này là bảng. Nếu mà nói về CRUD nhé, thì CRUD này nó sẽ là tạo đối tượng, tạo bảng, tạo DB hay là thêm bảng ghi hay là gì? Ok. Thế bảng ghi dùng gì chị gái nhỉ? Và dài báo được chứ. Search into xong nữa. Mở tên của bạn, ví dụ là student đúng không? Đó đến gì ạ? Values. Xong rồi truyền vào tất cả các giá trị ở đây. Ví dụ như là student có bao nhiêu giá trị thì mọi người điền bằng đấy. ID phải name, à đây, ID là 1. Name là A, S là 20 ạ. À? Đây là một, đây là cái grade nhá. Tại sao lại bảo mọi người làm cái này cần cái này? Anh em lưu ý là sau này cái việc mọi người viết ghép cái bọn cơ sở liệu vào trong code của mọi người á, là mọi người phải viết cái này để làm được chức năng thêm mới. Phải viết cái này vào trong code bên CS để làm được chức năng thêm mới, không có chuyện nó cung cấp cái gì đâu. Nó vẫn phải viết cái này thôi, đến môn 4 thì nó mới có tool. Tool trong code thôi, nhưng mà bây giờ thì vẫn phải viết cái này. Và cơ bản lúc đấy thì mọi người phải biết là chúng ta truyền cái gì. Ví dụ là chúng ta có ba cái biến tên là tên thì phải truyền vào tên vào đây, mã vào đây hoặc là tuổi vào đây ạ. Thì chúng ta phải biết truyền vào đâu thì câu này cũng cần. Có điều là câu này như lúc đầu em bảo ấy, nó không phải là để nhớ mà mọi người có thể tìm lại được, nhưng là cũng phải biết qua là được. À, một cái biến thể gì, có biến thể gì khác cho thằng này không? Như là được. Đến khi phát tính Đúng rồi, nếu mà mọi người truyền thiếu nhá, ở trên mọi người thằng student nó có ba thuộc tính đi, được chưa? Nếu trong trường hợp mọi người truyền thiếu, mọi người phải mở ngoặc ra, mọi người viết rõ ràng là tôi đang thêm những cái nào. Ví dụ đây mọi người chỉ truyền name và s thôi á, thì phải viết rõ ra là mình đang truyền những cái nào, chứ không phải mọi người viết như trên. Viết trên làm sao xác định được là mình truyền thiếu cái nào để mà truyền đấy. Thì đây là hai câu liên quan đến insert. Chưa, tiếp chúng ta đến u. U nhá, read thì tính ra chúng ta có một series, không cần, không cần, chưa cần luôn. Như nào nhỉ? Update gì? Hả? Update gì mọi người ơi? Em không nhớ cú pháp. Anh Toàn. Update là để thê sửa lại bản ghi, sửa lại một cái hạt bản hàng đấy. Thì viết như nào? Tên cột không phải sai không? Đúng rồi, update phải lên tên bảng. Em chắc chắn nhé, chắc chắn cái câu insert đọc edit hoặc delete chắc chắn phải xuất hiện tên bảng để mình biết là mình đang thêm hay sửa hay xóa vào bảng nào. Không thể nào nó xuất hiện được cái kia luôn đâu, em nghĩ thế. Đến gì ạ? Test set cái thuộc tính, ví dụ như là name bằng hi nè, vậy đúng không? Có được không? Gì nữa không ạ? Cái này mọi người phải thêm điều kiện nữa vào nhá. Where id bằng 1. Đó, thì đây là update. Rồi, tương tự thế chúng ta có delete. Delete from student. Where, cái where tương tự rồi. Đây như này. À, thì đây là mang cái cơ bản gồm thêm, sửa và xóa. Có sai gì đây này mọi người này? À đây thiếu chấm phẩy, chỉ chấm phẩy ở trên. Rồi, đây là thêm, sửa và xóa. Cơ bản sẽ như thế thôi. Thì mọi người có thể qua dừng lại chỗ này cho mọi người xem một chút. Em vẫn đồng ý cho mọi người cái việc mà mọi người có thể là tạo bảng, tạo DB bằng tay, tức là bằng gì nhỉ? Bằng giao diện. Nhưng mà thêm mới cái này thì sau này không thể dùng cái này được ấy. Không thể dùng giao diện được ấy. Thì bắt buộc cái này thì phải biết nhá. Ví dụ viết code thì không thể nào không viết cho tôi thao tác nhập liệu hay gì đấy cả, mà là phải viết cái dòng này vào để nó nhập. Đấy, chỉ có thao tác tạo bảng là mình tạo trước rồi thôi, nên là tạo vào giao diện được, nhưng mà thêm mới, sửa xóa hoặc là tìm kiếm thì phải viết viết SQL. Đó.
Chị Quỳnh nhớ chưa gì? Hỏi chị Quỳnh hôm nay trong nhiều lần. Hỏi chị không biết. Có cái ly dầu nó không thực tế thế nào. Rồi. Cơ bản thì cái đấy chúng ta lướt qua như thế. Bây giờ sẽ quay lại với cú pháp truy xuất, là cái cú pháp mà em nói mọi người rất là nhiều là rất quan trọng. Thì anh Chu Xuân Hiếu, anh chuẩn bị chú ý thôi, chứ còn em sẽ gọi anh Hiệp đi. Hiệp nêu cho anh thêm một vài cái từ khóa ngoài select thì em biết được những từ khóa nào nữa liên quan tới cái để truy xuất. Khi mà em làm bài tập sáng ngày thì em xuất hiện thêm được những cái từ nào nữa, select rồi này. Wrong. N á. When. Where, ok. Gì? Between. Gì nữa không ạ? Like. Gì nữa? Order. Bye. Tiếp. Goodbye được. Gì nữa không? John. Cái gì? John. Cho. Đọc là líu lưỡi đấy. Anh Phương có bổ sung gì không? Có khó gì nữa không em ơi? Hết chưa? Ok, có thể em để em bổ sung thêm một vài cái nhé. En và o o nhé, phải on on thì cũng có, en và o thì cũng có trước en function nữa, một vài function thì nó thành bên khác. Viết đây thì cũng được, nó có một vài cái đặc biệt như là sum avg avg min max. Nhìn nếu phải rất nhiều để mà phải học, nhưng mà nó lại không quá là nhiều, nó rất là ít thôi. Quanh quẩn từ bây giờ đến lúc mọi người hoàn thành cái kiến thức về SQL, nó cũng chỉ có bọn này là xuất hiện nhiều nhất. Yes. Bài Bài có rồi anh trai ơi. Còn gì nữa không mọi người? Mọi người đi một lượt đi. nó Not. Thực ra còn nhiều, đây anh lốt luôn nhé, tất cả luôn này. Học được bao nhiêu học cứ tất cả đã. Acid in not acid in gì đấy không ạ? Anh ơi em xin anh. Kinh quá, học giỏi tiếng Anh quá đấy. Rồi on way. Và sau này mọi người sẽ có một cái câu hỏi của bọn phỏng vấn, nó hỏi mọi người là thế thì tất những cái thứ này ấy, nó chạy thứ tự như nào. Nó không phải là một người viết select sao from là nó chạy từ select from đâu, mà là from chạy đầu tiên. Trong cái thứ tự chạy của máy thì from sẽ được chạy đầu tiên, select chạy gần cuối cùng. Select nó chỉ chạy trước order thôi, còn lại tất cả các câu lệnh khác đều chạy trước select. Đấy. Đấy là một câu hỏi mà mọi người phải biết. Select là order chạy cuối cùng này, xong đến select. Sau đó thì đến group by. Đấy, thì kiểu kiểu đấy, nó sẽ phải học lại, em quên hết rồi. Không nhớ được. Vẫn bây giờ mà đi muốn đi phỏng vấn em cũng phải search lại rồi, em không nhớ cái đấy đâu rồi. Đến lúc phỏng vấn thì mọi người ôn thôi. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào với các ví dụ để chúng ta làm thôi. Tập trung chính ở phần này mọi người ạ. Lấy cái dữ liệu cái đài sáng ngày là gì ấy? DB206 đây à? Demo 2006 thì chúng ta sẽ có bốn bảng, thì em sẽ đến với cấu trúc cơ bản nhất. Thì ngay khi mọi người vừa ấn cái nút này là cái hình dữ liệu của cái bảng dấu set kia là có một câu rồi. Select from demo 2006.product. Thì tại sao là demo 2006.product mà không phải như mình lúc nãy, mình chỉ cần biết là, hoặc là như mọi người biết là chỉ cần biết như này thôi. Tại sao? Đây, nếu mà xóa đi lại bảo lỗi. Mà bây giờ để lại thì lại chạy. Đấy, tại sao xóa đi lại lỗi mà để lại nó lại chạy. Đúng rồi, đúng đúng rồi. Đúng anh em nhá. Thì trong trường hợp này lúc nãy em đang dùng U với database, thì database đó là database C03 Management Student đấy. Thì đây mọi người thấy là nó báo là trong cái C03 Management Student kìa, chỗ này này, chỗ chuột em ấy. Đấy, nó bảo là không tồn tại cái bảng product. Thì một lúc đấy mọi người đang nhầm DB, hai là không nhầm tên bảng. Được chưa? Thế thôi, thì anh em sửa lại câu lệnh cho đúng. Rồi chúng ta bây giờ thử.
thì chúng ta sẽ có select là một câu lệnh để chọn ra các cái thuộc tính, các cái bản ghi từ trong một một bảng hoặc nhiều bảng với các điều kiện hoặc là các cái cấu hình tương ứng trong câu lệnh. Chúng ta sẽ có cú pháp đơn giản nhất của nó, cú pháp đi, từ khó đến dễ nhá, em sẽ để đây. Cú pháp đơn giản nhất của nó thì là gì? Thế mọi người sẽ là gì nếu mà để mọi người chọn một cú pháp đơn giản nhất là Sao? đúng rồi, thì nó sẽ có select sao, tức là select sao rồi from việc tên bảng là cú pháp đơn giản nhất. Thì con thử luôn nhá, như này là chúng ta đã có rồi, select sao from tên bảng là đơn giản nhất rồi. Nó sẽ cho mọi người cái gì? Cho mọi người xem toàn bộ các thuộc tính của các bản ghi của cái bảng vô đắc chưa. Bây giờ mình muốn chỉ muốn lấy name và lấy price thôi thì biết như nào, thì mình chỉ cần viết name phải price vào đây là ok chưa. Ấn chạy có sai gì không? À chúng ta phải yêu luôn, chúng yêu đi cho dễ, yêu demo 2006 chạy này. Đấy, vậy là chúng ta sẽ chỉ lấy được chỉ name với price rồi. Ở đây thì em giới thiệu thêm cho mọi người một cái thuộc tính nữa là as. As nhé, as thì giới thiệu luôn đây, nó cũng khá là tiện. Ví dụ như là bây giờ mọi người muốn hiển thị kiểu tiếng Việt một chút thì chúng ta sẽ có thể đặt như sau. Ở đây mọi người sẽ đặt đặt là tên sản phẩm. Đấy, chúng ta dùng từ as để đặt lại tên cho cột có thể được, hoặc đặt lại tên cho một vài trường hợp đặc biệt. Giá của sản phẩm. Đây, chạy kiểu này xem. Đấy, nó sẽ hiện ở trên kia là tên tên sản phẩm và giá, chứ không phải là hiện name price nữa. Thì đấy là từ as. Rồi, tiếp tục thì chúng ta nâng cấp nó hơn một chút. Ta sẽ có gì? Nâng cấp hơn chút xíu thì đến cái gì? Nâng cấp hơn đến mức độ khó thì mọi người có gì? Nào, sẽ sao from tên bảng xong gì? Where và có điều kiện đây. Có ở đây là điều kiện, mọi người sẽ thấy em dùng một cái ngoặc ngoặc vuông như thế này đại diện cho đây là mạng mà, tức là chúng ta để rất nhiều điều kiện ở đây. Sau này mọi người để được nhiều điều kiện nhá. Ok thì chúng ta sẽ thử nó. Tắt đi thằng này. Select thì nhỉ, sao đi from vô đắp và chúng ta sẽ chuyển điều kiện vào sau cái đoạn tên bảng. Chỗ này thì mọi người thể xuống dòng để viết cho dễ nhìn nhé. Ví dụ là sau from thì đến where thì viết mỗi cái một dòng đi cho nó dễ nhìn. Chỗ này viết gì? Chỗ này mọi người thể truyền điều kiện nhiều một hoặc ít. Ví dụ là chúng ta có chỉ có đơn giản là price lớn hơn 300 thôi chẳng hạn. Chúng ta sẽ viết thế này. Chẳng phải. Rồi, price lớn 300 xong. Và chúng ta muốn kết hợp điều kiện price lớn 300 và số lượng đang lớn hơn 15. N, chúng ta sẽ dùng từ N ở đây. Quantity. Lớn hơn 15. Đấy, chúng ta sẽ viết được như thế này. Chạy. À, một cái thôi, được chưa? Thì đây là cơ bản là dùng N và O. À, O thì sao? O thì mình sẽ được thử nhá. Thử O đi. O là giống hoặc của mọi người đó. Sẽ có những cái thằng nào thỏa mãn một trong hai là được, thì là O. Chưa? Vậy là cái dấu lớn hơn thì đâu đó mình sẽ có thể viết thêm là bọn lớn hơn nhỏ hơn các thứ hoạt động như bình thường nữa. Để em liệt kê thêm ở đây nhá. Lớn hơn, nhỏ hơn và bằng là bình thường, không có gì hot cả, vẫn thế. Chúng ta sẽ xem bọn bọn này nữa có gì nhỉ? Bọn này còn gì nữa nhỉ? Bọn này sẽ có, nếu mà có thì có like nữa, chúng ta sẽ đến với like nhá. Like là dùng để tìm kiếm tên, tìm kiếm chuỗi ấy, thì mọi người sẽ dùng từ khóa like. Đấy. Like thì mọi người sẽ ví dụ mọi người tìm tên thì mọi người sẽ điền cái tên vào giữa ngoặc kia, ví dụ em tìm tủ lạnh chẳng hạn. Xong được không nhá? Tiếng Việt thì cũng hay xui lắm. À vẫn ra, được rồi. Bây giờ đây là like cơ bản. Like mà nâng cao hơn chút thì nó là mấy cái ý là bắt đầu từ cái này bắt đầu từ cái kia ấy, thì mọi người thay vì viết tủ lạnh thì bây giờ mình sẽ có phần máy đi, xem có được không. Tức là như này là như nào? Đây là tìm tất cả những cái sản phẩm mà nó có cái phần bắt đầu là máy, còn đằng sau là gì kệ nó, cái dấu phần trong cũng như thế nhé.
phần trăm là đằng sau làm gì cũng làm. Đấy, ra rồi, được chưa? Thế bây giờ muốn bây giờ mình muốn tìm những cái mà có trong tên nó có chữ chữ A thì sao? Trong tên của sản phẩm có chữ A thì mình sẽ viết như nào? Ồ, đúng rồi. Ok. Nó sẽ như này. Đấy, gần gần hết luôn. Tìm từ A thì cũng là nhiều nhất rồi. Ok, thì đấy là về ví dụ với like chưa? Vậy là để em tranh thủ tí sẽ viết ở đây đi. Giờ hỏi lại mọi người chút xem là như nào nhá. Hiệp nào, em để em gì nào? Em để em gì? Kết hợp hai điều kiện. Nó giống và trong lập trình thôi. Like thì để làm gì anh Hiếu? Tìm kiếm theo tên cũng là một cái để so, thực ra nó phải tìm kiếm, nó so sánh không, so sánh chuỗi bằng giả phát biểu câu cũng chân chuẩn được. Cô này em vừa nói đến đâu bảo đây nha. Khách vừa nói câu đấy. Chắc chắn em vừa nói đấy ha. Mọi người có thể cắt nghĩa lại không? Em bảo là tìm tên, nếu tìm tên thì mọi người dùng like. Có vế ngược lại chưa? Không có vế ngược lại thì có đâu có nghĩa là like dùng để chỉ để tìm tên đâu, đúng không? Đúng không? Đấy. Tìm tên thì dùng like, ngược lại mọi người lại suy diễn kiểu like chỉ được dùng tìm tên. Sao sao? Nó dùng để so sánh chuỗi, người chưa? Từ gì đi. Rồi, bây giờ em sẽ tiếp tục anh Toàn đi, anh Toàn đi, select để làm gì? Chọn các trường muốn hiển thị đúng không? Anh gì tên Phương nhỉ? Anh Phương nhỉ? Anh Phương form điểm gì anh? Hả? Lấy từ bảng nào đi, trời ơi. Cứ để truy cập thôi á, thật chứ. Quê. Quê anh trụ là quê điểm gì nào? Quen điều kiện Bắt đầu viết điều kiện. anh muốn Đấy thì mọi người sẽ thấy ba cái đầu tiên là ba cái mà gần như là cơ bản xuất hiện với nhau hay xuất hiện với nhau đầu tiên. Còn lại bên dưới thì chúng ta sẽ có một vài cái cụm khác. Em sắp xếp lại một chút nhá. Bây giờ sắp xếp thì sắp xếp như nào đây? Chúng ta có select from where là ba thằng xuất hiện đầu thì mọi người đã trải nghiệm rồi thì mọi người thử cho em là bây giờ group by order 3 thì nên xếp những bây giờ sau where thì nên xếp đến những thằng nào? Liệt kê những thằng xếp sau where xem có những thằng nào. Em có lấy en đúng không? Ok, en đúng. En sẽ lên đây. O sẽ lên. Sau en tiếp mọi người. Còn gì nữa không ạ? Tớ nhỏ em bằng sẽ lên đây. Đấy, viết cái này để tí mọi người về tìm nó dễ. Còn gì nữa không? Cái hàm này, cái hàm. Không, kết quả. Sai rồi. Rồi thì ở đây sẽ đến like đúng không? Rồi bây giờ sẽ tiết lệ thêm một vài thứ. Join thì mọi người sẽ để ngay sau from. On cũng thế. Bởi vì tí nữa chúng ta viết chúng ta sẽ thấy. Select thì sẽ xuất hiện ở đây. Select thì sẽ có bọn đi sau là bọn min Hãy ABG count thì nó sẽ là xuất hiện ở đây. Đấy, đấy nhá, tiếp. Order by là cuối cùng. S thì sao? S thì có thể sau select. Rồi, exit và not thì nó sẽ nằm ở trên group by. Bởi vì nó sẽ nằm trong điều kiện thôi. Rồi. Cơ bản thì chúng ta sẽ có thứ tự viết như này nhá. Đây em đang nói về thứ tự viết. Còn thứ tự chạy nó vẫn khác nhỉ. Thứ tự đây là thứ tự viết mình viết lúc mà viết code ấy nó sẽ gần như là xuất hiện như này. Được chưa? Anh em có thể xem thử một lượt xem có đúng không? Anh Phương ra, anh Phương có thấy đúng chưa? Anh nhìn một lượt xem là nếu em viết thứ tự này nó có bị nhầm ở đâu không? Nhầm chuyện bình thường rồi nhé, mọi người cứ nhận xét thoải mái. Cái đoạn đoạn một dưới where đến chỗ exit thì nó không phải là thứ tự nhất định. Bọn trên mới là thứ tự nhất định thôi. Mọi người thử nhìn một lượt xem như thế đã hợp lý chưa? Những cái mọi người được làm.
Đi chưa hiểu? Hiếu, anh Hiếu kiểu ngơ ngác kiểu. Nếu mà để anh Hiếu sửa lại cái đoạn đoạn các cái câu lệnh này thì anh Hiếu có sửa gì không? Tại vì sai, order by đối by cạnh nhau sai. Không thể nào, thực ra nhá, having chắc chắn nó phải đứng trước thằng order by. Order by lúc nào nó thằng cuối cùng để sắp xếp. Đấy. Chị gái sao, chị gái thấy có cần chỉnh gì không? Chị gái anh Hoàng Anh. Chị gái anh Hoàng Anh thì có đúng không? Đúng rồi. Vừa thì vừa nào, có phải chỉnh gì không? Thế mọi người có phải chỉnh gì nữa không? Ra thì cũng sương sương. Rồi, thế thì em chỉ nói đây thôi. Vậy thì có thể em sẽ gom nhóm thêm một chút nhá. Nó là đây là các hàm con nhóm hơn thôi, ví dụ là cái sum ABG max cao min thì mình sẽ vứt vào trong các hàm đi. Đấy. Rồi sau đó chúng ta có from join thì để như này là ổn rồi, chúng ta sẽ để điều kiện thì mình sẽ gom bọn điều kiện vào với nhau này. Rồi đấy, cơ bản chúng ta sẽ gom này thôi, thì đâu đó đóng lại như này chúng ta sẽ dễ quan sát hơn. Select thì chúng ta sẽ đến các tên, sau đó thì chúng ta sẽ đến các hàm, chúng ta có thể dùng s trong select, sau đó đến from, join và on, và chúng ta đến where. Where thì sẽ đến các điều kiện, sau điều kiện thì chúng ta có thể group by và having, cuối cùng thì order by. Thì đây là cái gom nhóm cơ bản cuối cùng của chúng ta. Mọi người thể hiệu chỉnh lại lúc mà tải về em tùy mọi người thôi. Thế nhá, đây là cái khung cuối cùng nhé. Em sẽ quay lại nói thêm một vài cái nữa. Nãy thì mình mới đi được cái mấy cái cơ bản thôi. Mấy cái điều kiện này thì anh em có thể trải nghiệm nhá. Cú pháp ở đây em đã đưa mọi người cái từ khóa này, cái việc cú pháp của nó để điều kiện nó không khó, nên là có chăng em sẽ để phần điều kiện để mọi người có thể tìm hiểu thêm. Anh em cần thì liên hệ với em hoặc là trao đổi thêm sau. Bây giờ em sẽ tập trung vào cái bọn nào trước. Order đi, order by đi. Order by thì cũng khá là hay, khá là vui, nó khá là dễ. Trong khi order by của mọi người bên cái sắp xếp của mọi người bên lập trình thì mất bao nhiêu dòng thì bên này nó khá là ngắn thôi, chỉ cần gõ tên trường là đúng. Ví dụ name chẳng hạn, sắp xếp theo apply đi, các giá đi. Đó. Thì nó sẽ sắp xếp thứ tự tăng dần. Đúng không? Apply tăng dần này, mọi người thấy không? Apply tăng dần. Và muốn giảm dần thì mọi người thêm một cái hậu tố DSC vào được, mặc định sẽ là giảm dần, à, mặc định sẽ là tăng dần thì thêm cái này vào giảm dần. Cái này là quên rồi, quên cái đọc của em nhớ từ discrete discrete rồi. Thì em sẽ cho mọi người hai từ ở đây nữa là ASC và DSC. Đó, cho mọi người hai từ này đây, để tí mọi người có thể thử. Một cái là tăng, một cái là giảm. Chà. Rồi, cơ bản thế. Điều kiện. Bây giờ sẽ đến phần gì? Mọi người thấy là trong phần này chúng ta sẽ đến phần gì nữa? Trong cái chỗ này mọi người sẽ chọn thế nào để làm tiếp? Goodbye. Having. Join Tôi chưa đúng không? Rồi bây giờ nhé, bây giờ ờ, là cả bước 3 có roi rồi. Em là bước 3 không roi là làm sai hết. chắc rồi xài Chắc chắn là bước 3 không roi là sai hết. Biết mà. Ok, thì bây giờ em sẽ hướng dẫn roi nhá. Bây giờ trước khi mà hướng dẫn roi thì bây giờ mọi người nhìn cái bảng bảng này đi. Bảng product và bảng thôi, quay lại cái cơ sở liệu của lớp mình đi nhỉ. Mỗi tên dài quá, thằng nào đặt tên chán gì. Sai lầm cuộc đời quá. Chẳng em lại mang cái này vào trong Visual, mang vào trong IntelliJ và WebStorm viết cho sướng. Bên đấy nó gợi ý hết, không phải gõ tay luôn. Bên này là còn phải gõ tay nhá. Bên kia nó gợi ý hết luôn. Tí nữa đi em ơi. Cứ từ viết đi đã rồi tính sau. Còn mấy nữa phải kiểm tra giấy cái này nữa mà. Đừng thắc mắc đi vào phỏng vấn nó không cho máy thì không chỉ viết giấy còn gì nữa đúng không?
truy vấn viết giấy là bình thường nha, bây giờ mà nó bảo viết, mọi người viết mấy cái ràng buộc, viết mấy cái nốt nun các thứ default ấy, truy vấn thì mới khó. Rồi hơ, quay lại đi. Bây giờ có hai bảng là bảng class và bảng student. Em muốn hiện các thông tin như sau: hiển thị tên học sinh, gì nữa, tuổi học sinh, tên lớp và gì nhỉ, thế thôi, tên lớp. Rồi thì mọi người làm như nào đấy, hai lớp chắc chắn mọi người phải dùng hai bảng rồi. Thì làm như nào, đúng không? Thì bây giờ mình thử nhá. Select gì ạ? Nó đã có như này thì phải biết đúng. Name, name chưa, không có chấm, chưa cần chấm, từ từ đã. S đúng chưa? Xong lại gì nữa, lại name à? Cũng hợp lý nhỉ, nó lại name. Theo cái quy tắc bây giờ mới biết thì vẫn là name. Thế from thì sao? From thì class phải student, student gì nữa, vậy liệu có ra không? Rồi chạy thử đi, sai cái biết ngay, lớn giờ biết ngay mà. Chạy này. Sẽ báo lỗi là gì? Column name của mọi người, cái name của mọi người nhìn là biết, trong cả hai bảng đều có name. Nếu viết như kia nó sẽ không biết lấy từ đâu. Thì lúc này chúng ta dùng class chấm thôi và student chấm. Thì nó sẽ xác định là name của thằng nào. Và bây giờ mình thử xem nó đã lấy dữ liệu đúng chưa. Rồi mọi người xem nhá, xem đúng không nhá. Ừ, sao đây? Điều gì nữa mà bảo giống nhau tất cả. Rồi bây giờ điền điền tên hẳn hoi hơn nhá. Đây, chán nhá, chán em hiệp quá. Hiệp đi. Chuyên gia thu tiền thôi, không nào chị sao tiếng không. rồi chạy nhá. Rồi ở đây thì mọi người thấy là xuất có hai học sinh. Tuy nhiên thì ở đây nó bị trùng. Tại sao lại xảy ra hiện tượng như thế? Và nó đang làm cách nào để nó liên kết được các bảng mình? Nó làm như nào bây giờ? Nếu cho thêm một thằng nữa đi. Thêm thằng nào đây? Thằng nào muốn xuất hiện trong bảng vàng? NTQ chẳng hạn. À, 31 tuổi. Tính cả tuổi ngộ. Nguyễn Thị Quỳnh già anh ơi. Thế nó lại lên 6. Thế bây giờ mọi người thử nghĩ xem quy tắc của nó là gì để nó ghép với nhau để mà lên được 6. Đấy xem. Nếu mà mình viết như thế này đi thì nó đang ghép với nhau thế nào để nó lên được 6. Dạ. Đi. Không phải, phải. Chưa phải thôi. Viết đổi lại tên một tí, đổi lại phương pháp một tí nên dễ nhìn hơn. Không là người tưởng là nó chạy theo kiểu kia. Rồi ba bảng nó dễ nhìn hơn. À, ok. Ba bảng thì nó chỉ có một thằng là nó có Như Anh, Hiệp với NTQ. Thằng còn lại nó có A và B hết. Yeah, sâu sâu làm sao sâu được nhiều nhỉ? Sâu nhiều thì hơi khó nhìn tí. Nhưng thằng C vào cái bảng lớp. Nó sẽ lại thêm ở dưới rồi anh. Bây giờ em sẽ thêm select sound from student đi, đúng không? Và select sound from class để mọi người quan sát số lượng nhá. Chạy ba cái cùng lúc. Nó sẽ cho mọi người ba cái bảng như vậy. Đây. Mà nó không 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 kiểu phân tách ra nhỉ. Đây là bảng class này. Có hai lớp A và B và student có ba người NTQ, NTQ như anh Hiệp. Bảng này nó lại lên 6. Số lượng thì sao? Số lượng đang bằng cái gì? Số lượng thì đang bằng số lượng của thằng student nhân với số lượng của class là 2 3 6. Nhưng mà tôi là người lên 19 đúng không? Đúng rồi, chọn đấy. Thêm nhá. Anh cứ thử đi, anh cứ thử vài cái, cứ thử anh thôi không không chiếu cái gì, chưa chiếu cái gì cả luôn. Đây. Anh toàn ra. Chắc là
là một nhân hai bảng với nhau. Nó nếu mọi người biết, nếu mọi người từng nghe, nó sẽ tích đề cát. Nếu có từng nghe thì nó sẽ là tích tích đề cát ở trong toán logic có tiền. Rồi thì nó khá là dễ như này. Với mỗi cái ở bảng bảng student thì nó sẽ đi qua toàn bộ cái ở bảng bên kia. Mọi để ý xem. Với mỗi thằng student nó sẽ đi qua toàn bộ các bảng ghi của bảng class. Phải không? Đúng chưa? Nhìn có ra không? Bằng cái thằng bên class nó có bao nhiêu thì thằng student đi hết vào đấy luôn. Nó cứ từ bên này một cái nó nhân 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 nó dính hết với nhau. Được chưa? Đúng không ạ? À được. Đúng rồi. Đi chưa? Ok, thế thì bây giờ em sẽ bổ sung một cái trường để chúng nó liên kết thử xem có được không nhá. À, thêm cái topic nào, thêm một cái gì nhỉ? Any class. Bây giờ là int và an apply. Rồi. Thì em sửa lại bảng này, chúng ta sẽ cho chúng nó học ở các lớp đi, 1 1 1 và 2 đi. Rồi lưu lại xem bây giờ nó nối như nào nhá, hay là vẫn thế. Theo mọi người thì nó sẽ nối như nào hay là vẫn thế? Không, chưa rồi, đâu mất rồi. Mất rồi mọi người, không phải viết lại rồi. Không được lắm, khóc mất thôi. Buồn lắm mọi người. Rồi viết lại cái kia là được mà, cần gì thế? Class chấm chấm name phải s phải class chấm name from student phải class. Rồi nó ra đây rồi, nó vẫn thế, nó chẳng khác gì đúng không? Vậy là nếu mà kể cả mình có để khóa ngoại và nó vẫn thế rồi thì giờ làm như nào? Tôi bây giờ yêu cầu mọi người sửa cho nó hiện đúng thì mọi người sửa như nào? Mọi sửa đấy, anh em cứ nghĩ sửa đi, em viết lại này thôi. Rồi. Đây thì bảng bảng student đấy nhá. Giờ bảng class đây nhá, thì nó có bảng student, nó có một cái thuộc tính là ID class để nó đang là kiểu liên kết với bên bên class. Thì bây giờ mình phải làm gì để mà biết đúng bây giờ? Đó, hiện sao nhé, bây giờ hiện sao đi cho dễ nhé. Sẽ như này. Đó, thì bây giờ viết cái gì nữa để cho nó hiện đúng cái mình cần. Rồi viết nốt cho, thực ra mọi người chỉ cần viết cái where ở đây thôi, where cái student chấm id class bằng với class chấm id là được. Tức là mình sẽ chỉ lấy ra những cái thằng nào có id class mà bằng với lại cái bên kia thôi, nó sẽ đúng là học lớp đấy, còn những thằng mà nó khác thì nó sai. Đâu sẽ thử nhá. Đây nó sẽ như này. Giờ đó mọi người tư duy xem, bây giờ mọi người khi mà người không có điều kiện gì nó cứ loạn xạ như thế thì mình chỉ cần một cái điều kiện để ràng buộc chúng nó lại, đó là khi nào mà hai cái này của ông bằng nhau thì ông mới hiện thôi. Bây giờ đấy thì đấy là tác dụng của where. Join hay join ở đâu? Thực ra join là một biến thể của thằng này. Bây giờ em sẽ so sánh, nó chỉ là hai cú pháp khác nhau trong một bài toán giống nhau thôi. Nó sẽ là join ở đây. On. Đấy, nó sẽ như này. Đây. Và người ta hay dùng cách này để liên kết các bảng hơn. Bởi vì join, mọi người tìm hiểu, nó sẽ có rất nhiều loại. Join thì sẽ có như sau. Join có join, join là inner join, full outer join, left join, right join. Có mấy loại như này cơ. Chưa? Đấy, nên là nó sẽ khác where ở chỗ này. Còn lại nếu mà chỉ để xử lý cái vấn đề lúc này của mình á, là chọn chọn những cái mà có ID giống hoặc là bên này trùng bên kia trùng ấy, thế là giống nhau nhá, thì nó y hệt nhau luôn. Mọi người thấy nó chạy khác, không khác gì nhau, thì đến tận cái chỗ left join thì nó mới khác đấy. Rồi câu này em sẽ để mọi người nghiên cứu ở đây đã, nghiên cứu nhá, nghiên cứu tham, sau đó thì so sánh.
và có câu hỏi cho mọi người luôn, đó là khi nào thì dùng lép roi và khi nào thì lép roi với inner roi giống nhau, thì đây là câu hỏi luôn. Cái phần này mọi người cũng chưa động nên giờ giải thì cũng nó không không để làm gì đâu. Để em chỉ nói lên là nếu mọi người muốn kết hợp hai bảng có cái trường khóa ngoại ấy, thì phải dùng roi và viết bảng 1 on bảng 2 class bằng ID bằng ID khóa ngoại bằng khóa chính bên kia để nó kết hợp hai bảng. Roi nhá, đấy là roi. Dưới này một chút. Để anh Hiếu tỉnh táo hơn một chút. Đấy, 2 phút, 2 phút tỉnh táo bắt đầu. Rồi cứ làm sao. Bây giờ nhá, bây giờ anh Hiếu thử nhìn cái roi xong anh Hiếu thử cho em cái khái niệm của nó là gì xem nào. Điền vào trong này đi, roi là gì? Dùng để làm gì nào? Hai bảng như nào với nhau? Ok. On. On nhé. Đấy. On nó gọi là kiểu ở có thể gọi điều kiện liên kết cũng được. Đấy. Thì ok thì đấy là join và on. Nếu muốn join thêm bảng nữa thì viết tiếp vào đây thôi. Join. Ví dụ của mọi người bên kia là order by order.id bằng order detail.id chẳng hạn thì viết tiếp vào đây nhé. À, join cộng với tên bảng trước, join order on. Đấy là viết tiếp ra. Ok thì ở đây thì tạm dừng ở chỗ này nhé. Ừ, chưa giảng thêm gì cả. Bây giờ em bật cái công nghệ cao hơn một chút để làm cho người xem nó hay hơn ở đâu. Không phải khè mà đều biết là cái join on nó khá là dài đâu, mọi người nhìn thấy nó dài. Tuy nhiên thì nó không có nghĩa là chúng ta phải làm dài như thế. Chúng ta sẽ có công cụ sau này có hơn hết luôn. Ui pin tụt như tụt quần luôn, tụt quần yêu cũ pin của tôi buồn. Đây. Đây thì với cái này chúng ta cũng có thể xem được bảng, thậm chí nó còn xịn hơn. Hello đi. Cả cái xịn hơn của nó ở đây là nếu chúng ta viết query nó sẽ bật new query console, nó giống cái màn hình để viết của mọi người thôi. Và chúng ta viết ví dụ nhá use. Đấy, use này xong đến demo này. Đấy, chưa. Ví dụ chúng ta viết select sound from order này, join này, on cái gì này, on gì chọn phát ra luôn này. Đấy, chưa. Sao sao ok chưa, thì đấy là một cái để mọi người biết là chúng ta sẽ có hỗ trợ như thế, để mọi người biết là chỉ cần mọi người đặt tên trường kiểu trùng nhau là nó khóa ngoại rồi, join phát là ra luôn như thế đấy. Tiếp tục nha, ví dụ join nữa, join thêm một bảng nữa đi, join product on đấy, có luôn mà nó còn biết là cái nào đúng cái nào sai luôn nhá. Ví dụ nhá, cái order thì phải liên kết với order detail. Order detail thì mới được liên kết với product đúng không? Thì bây giờ mọi người trong đầu mọi người phải suy nghĩ là bây giờ phải on cái gì ở đâu, do như nào thì chúng nó đã ra hết cho mọi người rồi. Đấy, kiểu thế. Giới thiệu thế thôi chứ còn em cũng chưa hướng dẫn mọi người cài đâu, mọi người không phải lo. Không, không mất tiền. Không, free, nó ở trong web store rồi mà. Nhưng mà phải cài thêm plugin thôi, nhỏ xíu. Ok đi, cuộc sống giới thiệu tí. Tí cố gắng tìm tòi nhé, em chỉ giới thiệu thôi, còn mọi người thử tìm xem nó có không. Bây giờ chắc chắn có extension đó, em không biết là nó thực ra thì tùy đó. Rồi quay lại thì anh Hiếu tỉnh táo gì nhỉ, làm tí đá đi nhỉ. Bây giờ đến cái gì anh đi kiện rồi. Do thì mọi người cần tìm hiểu các loại nhé, thì mọi người chưa đọc em giảng như việc nghe sấm luôn nên cứ để do đấy đã, xong mình cho tính sau. Ta đến các hàm đi nhỉ, đến các hàm nhé.
Hàm thì vẫn là vì nghe sớm, vẫn là chưa đọc, nhưng mà nó vẫn dễ hiểu hơn cái roi. Roi thì mọi người phải đọc trước, không thì cút hết. Hả? Đọc đọc cái tên hàm lên là đâu đó, thấy nó dễ hiểu rồi. Chúng ta sẽ có như sau. Thứ nhất là nằm ở đâu, nằm ở đâu nhỉ anh Hiếu nhỉ? Nhìn với cái hàm nó sẽ nằm ở đâu? Đúng, nằm trong select, xuất sắc quá. Select như nào anh? Ví dụ là sum à? Bây giờ em sẽ sum một cái price đi, đúng không? Tổng tiền đi, from product chẳng hạn. Này được không? Đúng chưa? Ok, chạy thử biết. Lỗi anh ơi, lỗi, lỗi, lỗi. Đúng rồi. Đâu mọi người đâu nhỉ? Nó bảo gì nhỉ? Đúng không? Cần ăn không? Nào anh? Sai đâu. Đây là mình đang yêu sai rồi, chơi yêu rồi. Đây này. Demo 2006. Rồi chúng ta có dễ hiện đây rồi, 3120 là xong. Và bây giờ chúng ta có thể dùng S ở đây, đó là đặt lại tên cho cột này, đó là tổng tiền các sản phẩm. Đấy, nó đâu rồi? Lại sai không? À, nhầm. Đây. Đấy. Được chưa? Thì chúng ta sẽ đặt lại tên cho cột được. Tuy nhiên thì đây là tính tổng tiền của tất cả sản phẩm. Chúng ta có thể làm thêm vài kiểu tính tổng tiền các sản phẩm lớn hơn 1.000, có giá, có số lượng lớn hơn 200 chẳng hạn. Thì chúng ta viết như nào? Tính tổng tiền các sản phẩm có gì nhỉ? Có số lượng đang lớn hơn 1.200 đi, thì viết như nào? Trăm. Chạy thử nào. Nun. Why nun? Không có nào à? 30 rồi. Ok, có 290. Rồi em viết một cái đề nhé, mọi người làm thử. À, tính thứ tính viết lại đề này nhé, xem có đúng nhé. Lại tổng tiền các sản phẩm còn tồn lớn hơn 30 sản phẩm. Không có. Đấy, thì mọi người thấy như này viết như nào cho đúng? Tổng tiền các sản phẩm lớn hơn gì ạ? Lớn hơn 30, số lượng còn. Thì chúng ta thử xem dữ liệu đang là gì nhá, select sao from product. Đây nó sẽ ra bảng như này rồi, thì bây giờ em hỏi mọi người nhé. Ví dụ các sản phẩm lớn hơn 30 đi, thì tính tổng tiền của nó là tính như nào? Tổng tiền các sản phẩm đấy thì tính như nào? Rồi. Thì mình cần là mình biết xem là thằng nào còn tồn 30 này, 30 trở lên, sau đó mình sẽ lấy cái số lượng của nó nhân với tiền của nó thì mới ra tổng. Đúng không? Thì viết như nào được? Price thì lại khá là dễ, mà lấy price quantity là được. Đó, em nghĩ là được. Được hay không thì không biết. Thôi đi mọi người. Đây là được. Dạ, nó còn 29.000. 29, 290.000 chứ. À, 29.000 mà. 29.000 là tổng giá trị mà cái sản phẩm đang tồn lại. Còn đấy. Tồn tại một hơn 30. Dạ. Đây là cách chúng ta dùng xong. Tuy nhiên ở trong bài của mọi người sẽ có một vài ý như là gì? Tính tổng số lượng sản phẩm có giá lớn hơn à? Cái đề là gì nhỉ? Cái đề là gì? Có một câu nó là gì nhỉ? Tính tổng số lượng sản phẩm theo từng giá đúng không? Từng giá. Coi làm như nào Hiệp? Hiểu rồi. Hả? Anh thấy mày ngất vất vưởng á, âm hồn bất tán quá.
Thứ nhất là tính tổng số lượng, thì bây giờ nếu mà sửa đề thành tính tổng số lượng các sản phẩm thì sẽ biết như nào? Hiệp, tính tổng số lượng, tính tổng số lượng cho cả tất cả cái bảng, tất cả dữ liệu trong trong cái bảng đấy thì tính như nào? Tất cả số lượng này vào À, tính tổng số lượng thì mình tính như nào? Xong gì? Xong coi thi rồi đúng không? Đúng. Ok, chạy thử xem đúng không? Sorry. À, chúng ta có 223 sản phẩm tổng. Bây giờ nhưng mà nếu mà chúng ta để cái là theo từng khoảng, theo từng giá ấy. Ý ở em ở đây là ví dụ là nó có 10 cái. Nó có sản phẩm iPhone còn 10 cái giá là 1.000, xong lại có một cái sản phẩm Samsung có 15 cái giá là 1.000 nữa, thì nó sẽ hiện là giá 1.000 có 25 cái. Ý là gì? Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ dùng group by mọi người này. Đấy, group by để nhóm. Ví dụ là mọi người cần nhóm theo cái gì thì mọi người điền vào là được. Right. Và một cái điều quan trọng nhá. Khi mọi người select cái gì ấy thì cái đấy phải có trong group by, không sẽ không chạy đâu. Đây chúng ta sẽ có là tổng số lượng sản phẩm giá 280 là 10, 190 là 8. Đấy, nó sẽ hiện hiện kiểu như này. Tương tự thế thì chúng ta cũng có với AVG Markdown thì cũng có cái này tương tự nhé, có group by tương tự. Chưa? Rồi, đấy là group by nhá. Em đã viết cái group by tí đã. Ở group by là gì? Thanh Hiếu, group by điểm gì? Không phải chủ đề. Nhóm cái gì cơ? Nhóm các bạn đi có cùng ích. Cùng giá trị. Rồi, thì đây là group by, nhóm các bản ghi có cùng giá trị ở x để thực hiện hàm. Đấy, thì anh em có thể hiệu chỉnh lại cho phù hợp nhé. Em mình đề đi thiếu. Theo Vinh thì sao? Anh chủ ơi, tổ đọc được theo Vinh chưa anh chủ? Chưa. Theo Vinh sao anh Phương? Anh hỏi anh. Đây rồi. Ok. Em thử dùng nhá. Mọi người thử so sánh cái này với que cho em nhá. Đây. Đây là cách dùng heo vinh. Thì theo mọi người khác que ở đâu? Anh Toàn nhớ không? Ừ, giờ anh lão làm báo ấy. Lại chịu, cái này dễ cực kỳ luôn, nhìn thấy thôi. Này dễ. Theo mọi người thì đây đây là một cái ví dụ em viết rất là rõ rồi. Thì khác về em viết cả que nhé. Lại viết cả que ở đấy, mọi người so sánh đi, khác nhau đâu. Đây là thứ nhất, đây là cách viết đúng của nó đã. Đây cũng là thứ tự viết đúng này, đây là cách dùng đúng của nó. Thì các ông thử nhìn và quan sát đây xem nó khác nhau ở đâu tôi. Nhìn luôn, quan sát luôn là ra luôn, không có gì phải học thuộc cái chỗ này. Em cảm thấy cái gì khác đầu tiên nếu mà so sánh với nó? Rồi, một là heo vinh chỉ áp dụng điều kiện với hàm thôi. Heo vinh mọi người nhìn nhá, nó sẽ có hai cái ý, một là nó xử lý có là gì nhỉ? So sánh cho hàm, so sánh hàm. Hàm, nó ví dụ em viết ví dụ riêng cái heo vinh thì sẽ có ví dụ ở đây đó là sum price bằng 1.000 hoặc lớn 1.000 thì nó sẽ là dùng heo vinh. Thằng where không bao giờ so sánh được hàm. Thằng where thì so sánh cái gì? Where so sánh gì ta? Where thì làm điều kiện cho cái gì? Đúng rồi. Where thì có điều kiện các cột thôi. Bắt đầu viết điều kiện cho các cột. Thế nhá. Cái gì nữa không? Có một đặc điểm nữa.
Và điểm này thì nó về vật lý thôi, nó không phải đặc điểm về logic nữa, thì vật lý nó sẽ có điểm gì? Nhìn ra thì con gà. Mọi người đi nhá, ở ngoài thì đứng trên group bay, còn Heaven ở dưới. Được chưa? Heaven sẽ ở dưới nhá. Nhớ cái này nhá. Lý là Vật lý điều gì? địa lý phải Ok, còn lão già này. Được, có địa lý, ok địa lý nhá. Mai hỏi lại đến lúc phỏng vấn hỏi y câu địa lý xem biết nhớ không. Ok địa lý nhá. Ok thì đấy là về group by và helping. Thực ra helping dùng cực kỳ dễ luôn, nó chỉ để điều kiện cho hàm à, cho ở các hàm thôi. Ví dụ là có một câu là đây em mỏ mọi người làm câu này nhé, in ra thông tin sản phẩm có giá cao nhất. Đấy. Đúng không? Có đúng nhỉ? Có này làm được không? Không có khó hơn, con này khó hơn chứ. Con này thì có vẻ sẽ phải làm kiểu khác. Sản phẩm có giá cao nhất. Có đúng nhỉ? Không, không, con này khó hơn đấy. Dùng con này thì mắc của mọi người nó chỉ ra được ấy thôi. Nó chỉ ra được giá trị thôi. Mắc của mọi người làm sao ra được thông tin bình thường? Mắc không ra thông tin thêm tên tuổi các thứ gì đâu nhá, nó chỉ ra mỗi cái giá trị cần lấy thôi. Kiểu là có được Limit đúng bài không? giá Đúng. sắp xếp có Nó có một không cái như giới thế. hạn bạn ý đã Đúng đúng đúng. limit bạn. Cách của anh Toàn đang nói là anh Toàn sẽ làm sao sắp xếp cái đấy từ giá từ cao xuống thấp. Đúng chưa? Sau đấy sẽ nhặt được cái thằng cuối cùng. Thế nó có mấy thằng trùng nhau rồi. Đấy thì là cút ngay thì nó cũng là một điểm yếu. Ok thì đây là một câu cũng có thể là quen thuộc của mọi người, nhưng mà nó sorry mọi người nó chưa liên quan đến Heaven lắm. Wow. Heaven thì ngay cái ví dụ trên là hay nhất rồi, có tổng số lượng lớn 25 thôi, nó không cần ví dụ cái đấy nữa đâu. Ok thì em làm thử câu này theo kiểu kia xem nhá. Bây giờ em lấy mắc trước nhá, tìm mắc trước đi đúng không? Mắc gì nhỉ? Mark price from product. Sao này? Nó ra hiệp này em chó hiệp này. Trời ơi trời đất cái gì? Mắc là 800. Nhưng mà làm sao để làm được câu này là quan trọng rồi. Em thử viết xem nha, em cũng chả nhớ đâu. Nó chưa sẽ sao đi. Này, from product này, xong sao? Thế như nào? Kinh quá nhỉ. Hay đấy. Rồi, thì em sẽ cho mọi người một khái niệm như sau. Chúng ta có where. Where price bằng. Hoặc. Em nghĩ thế, em nghĩ là được. Còn được hay không thì không biết. Được chị không được được đấy chị thử rồi thử. Ok thì đây là một khái niệm là truy vấn lồng, được chưa? Thì nó sẽ xử lý cho mọi người một vài câu nhất định, và nó sẽ không dừng ở đây nhá, nó còn có thể viết ở đây này, ở đây mọi người cho vòng ngoặc xong mọi người select trong này cũng được nhá. Thì gợi ý cho mọi người thế, đấy gọi là truy vấn lồng đó. Ok em sẽ viết đây một cái nữa. Phương pháp dễ khó, và chúng ta có truy vấn lồng là mức tiếp theo. Chúng ta có gì đây nhỉ? Có sử dụng order by kết hợp hai bảng dụng group by dụng heavy. Chị đọc
Rồi em sẽ cho mọi người xem là đây chúng ta sẽ có cú pháp từ dễ đến khó. Cho cái phần cơ sở liệu này chúng ta sẽ có select sao from tên bảng là cơ bản nhất. Sau đó thì chúng ta có thể tìm điều kiểu kiện là mức thứ hai, mức thứ ba là chúng ta có thể dùng order by. Mức thứ tư là chúng ta kết hợp hai bảng, kết hợp hai bảng thì dùng join. Mức thứ năm là chúng ta có group by, mức thứ sáu thì chúng ta dùng thêm helping và mức cuối cùng là chúng ta dùng truy vấn lộng. Là tất cả cái những cái mà dạng thì nó sẽ ở đấy hết thôi. Quanh quẩn thì mình sẽ đi lên trên và bây giờ anh em sẽ cần làm được cái mức 4. Là hết mức 3 nhé. Mức 3 thì mọi người làm xong hết chưa? Bây giờ em sẽ cho mọi người một cái như sau. Mọi người phải chấm bài của người khác. Phải chấm bài của người khác. SQL thôi, chỉ cần chạy thử và góp ý cho ông kia đúng hay sai thôi. Được chưa? Đâu, bây giờ có nhận cặp không? Ai muốn nhận cặp đâu thì em ghép cho. Để ông chồng tao không cho Ok, luôn cặp này đúng không? Tiếp. Được, anh với chỗ. Ai nữa không? Ai nữa? có ba người kia một bảo bảo Không. à rồi anh chụp đi Chỗ đôi thế. anh chụp anh tưởng anh nữa chụp mở chị Giờ có mỗi người chấm chấm solo thôi. đấy đấy Rồi cũng được. Rồi anh để chấm cho Phong đi. Thôi để em tính nha, tính đứng. Anh Phương thì đây cho cặp bạn thân ngày xưa anh Phương anh Hiếu gặp nhau. Để anh tôi dạy ông già này. Đây anh Toàn với anh con anh bạn thân nhau này. Quỳnh với lại Hoàng Anh đâu. Đấy. Đấy, chấm cho nhau xem có sai đúng không đâu thì ok thì mọi người cần chấm và công việc từ giờ đến cuối giờ cho mọi người từ giờ đến 4:30 đi là chấm và sửa cho người được giao thế thôi, chấm hết mức 3 sau đó là mức 4 giao nhé, chấm ở đây nhé, chấm ở đây em không cần mọi người chấm điểm mà là kiểu góp ý cho nhau làm đúng hay sai hay không thôi, có làm đúng không và cách làm như thế nào thôi nhé. Tí nữa. Nội dung trọng tâm gì? Mức 3 từ